Rồi các bạn chú ý lên trên màn hình nhé. Như vậy thì khi mà chúng ta làm việc với Word và nó có liên quan đến bảng á, thì các bạn sẽ tính số dòng và số cột tối đa trong bảng. Như vậy thì đa số là chúng ta tính số cột tối đa trước, còn số dòng tối đa chúng ta có thể khi mà hết bảng thì chúng ta tab nó sẽ nhảy ra. Như vậy đối với bảng này theo các bạn là chúng ta có bao nhiêu cột, bao nhiêu dòng? À, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cột. Và dòng thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dòng. Vậy thì chúng ta sẽ chèn ra một cái bảng là 11. Đây các bạn nhìn cái zoom ở dưới nó hơi lớn thì zoom nhỏ lại. Rồi các bạn vô insert, các bạn sẽ chọn table 5 cột. Ở phía trên này nó ghi bao nhiêu cột nè. Và 11 dòng. 5. Không được, hết rồi. Đến 8 là hết rồi. Như vậy thì có hai cách. Một là các bạn sẽ chọn insert table. Nó sẽ hỏi là bao nhiêu cột và bao nhiêu dòng thì chúng ta khai báo ở đây luôn. Được chưa? Còn không thì các bạn vẫn chèn 5 cột bình thường đến 8 dòng và ở cuối cùng này các bạn tab ra 9, 10, 11 cũng được. Được chưa? Đấy, tùy các bạn. Và cái vấn đề là khi các bạn làm việc với lại bảng á thì chúng ta có là ở đây nó có hai dòng luôn nè. Dòng là chữ vàng nâu đất và dòng này. Mà ô phía trước nó chỉ có một ô thôi. Thì chúng ta sẽ quan tâm đến là các bạn chọn cả hai ô thứ nhất và ô thứ hai, đúng không nào? Ô thứ hai và ô thứ ba. Các bạn sẽ chọn làm gì? Click chuột phải merge cell, tức là chọn lại với nhau. Như vậy khi các bạn merge thì nó lại phải có chia ra, tức là step. Các bạn có thể chia ra. Ví dụ như bây giờ thay vì thế thì chúng ta chia cái này thành hai cột, nó lại chia ngược lại thành hai cột. Tùy mình hợp hoặc chia, chia hoặc hợp là mình có thể xử lý ở đây. Được chưa? Ở trên này cái chữ tương sinh, tương khắc đó, vàng nâu đất. Như vậy tương sinh tức là hai ô trên này chúng ta bôi đen cả hai ô và chúng ta click chuột phải chọn mật cell thì các bạn đã tạo ra được chữ tương sinh. Rồi hòa hợp cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ chọn hai ô cuối này để các bạn mật lại với nhau, mật lại. Như vậy các bạn có được cái phần mật. Được chưa nào? Tương tự như vậy ở dưới này, xanh lục cũng mệt hai ô, mệt hai ô. Và vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ tô màu cho nền và tô màu cho biên. Nếu mà nhìn tổng quan thì các bạn thấy là màu xanh nó bao quanh hết cái khung lớn, bao quanh khung lớn. Và chúng ta có thể là chọn bao quanh khung lớn trước. Và các bạn quan tâm cho thầy ở chỗ này. Khi mà các bạn kẻ khung, khi các bạn kẻ khung thì nó sẽ có là trên cùng, dưới cùng và ở giữa. Còn ở giữa có bao nhiêu đường line thì tùy cái bảng mình chọn. Chú ý nha. Ví dụ mình chọn nguyên cả table thì cái dòng này là dòng trên cùng, dòng này là dòng dưới cùng, còn lại tất cả là ở giữa. Như vậy thì bây giờ các bạn sẽ chọn vào kẻ khung. Nếu như các bạn chọn là box thì nó kẻ đường viền ngoài cùng của khung, còn bên trong nó không quan tâm, đó là box. Còn nếu các bạn chọn là all thì nó sẽ chọn tất cả đều là đường này hết.
bạn chọn là keep thì nó chỉ kẻ bên trong thôi, còn bên ngoài nó không kẻ. Custom là tùy mình, mình muốn kẻ đường nào nó kẻ điều đấy. Và nếu các bạn chọn custom thì nó sẽ có là đường trên, đường giữa, đường dưới, trái, giữa và phải. Thì chúng ta muốn chọn cái nào thì nó sẽ chọn cái đấy. Ví dụ lúc đầu mình chọn là không có gì, sau đó mình chọn là kẻ dạng lưới thôi, thì nó sẽ kẻ đường biên là nét đậm theo chúng ta, nhưng đường trong nó sẽ kẻ là nét bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ chọn lại và chúng ta sẽ làm một cái kẻ kiểu khác. Rồi các bạn sẽ chọn là custom. Bây giờ đường biên, các bạn sẽ chọn đường biên nét đậm. Ví dụ như bạn chọn nét này. Và màu của biên, bạn chọn màu xanh. Được chưa nào? Và chúng ta chỉ lấy đường biên thôi. Thì các bạn có thể chọn là lý trục ở đây. Nó có lý trục vô đây. Đó. Được chưa nào? Rồi, mình đã có được đường biên. Đó là mình chọn toàn bản nhé. Còn giả sử khi các bạn chọn một cái vùng này thôi, một cái vùng thôi, thì bây giờ cái đường này lúc nãy nó là đường giữa, nhưng bây giờ nó trở thành đường trên, top. Đường này lúc nãy cũng là đường giữa, bây giờ nó trở thành là button, là đường cuối cùng. Như vậy thì tùy thuộc cái vùng mà chúng ta chọn thì nó sẽ cho đặt cái đường đó là trên hay là giữa, là tùy cái vùng chúng ta chọn. Và ở đây các bạn giả sử mình sẽ chọn cái khung là mình chọn cách âm, mình chọn khung là nét này đi. Màu, mình chọn màu khác. Bây giờ các bạn kẻ đường nào? Ví dụ như bạn kẻ đường giữa thôi. Đó, riêng cái khung này, đường giữa nó có cái đường này thôi. Đấy, còn đường trên, đường dưới, đường trái, đường phải, không có gì thay đổi hết. Tô màu, bây giờ bạn chọn một ô bất kỳ, bạn cũng chọn vô đây, chọn tô màu. Bây giờ mình sẽ tô một màu xanh. Thì trong phần Apply To nó sẽ hỏi là bạn tô màu xanh này cho toàn bảng là Table, tô hết. Hoặc là bạn tô màu xanh này cho Cell, một ô thôi. Đó. Rồi nó có cái gì khác nữa? Giả sử chúng ta có test trong này, mình tô màu đất đi, mình chọn là paragraph. Có gì khác? Hai cái này có gì khác? Cell là nó tô fit hết cả cái ô, còn paragraph là nó phụ thuộc vào cái đường giống phía trước, left indent của các bạn, nó phụ thuộc vào right indent của các bạn. Được chưa? Tùy theo nhu cầu mà chúng ta chọn. Còn để làm giống cho theo cái bảng này thì thực sự nó không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là các bạn phải control được mình muốn cái gì, mình muốn tô màu như thế nào, mình muốn cái khung này nó là khung gì. Đó là một cách thứ hai mà các bạn sẽ control cho từng đoạn, từng vùng, bằng cách là các bạn ở bên phần layout các bạn có thể tự vẽ cái bảng. Được chưa? Tự vẽ cái bảng ở đây với cái đường
mà các bạn cần. Như vậy thì chúng ta sẽ xem design. Ok, các bạn qua cái bảng design, các bạn sẽ chọn cái kiểu đường mà mình mong muốn. Sau đấy các bạn click chuột vô cái đường nào thì cái đường đó nó sẽ tự động nó đi theo cái ý của chúng ta, phần design nhé. Bây giờ các bạn chọn kiểu đường khác, border symbol, các bạn chọn kiểu đường khác, ví dụ như là màu xanh đó. Rồi bạn chọn kiểu đường nào thì nó sẽ đi theo kiểu đường đó cho mình. Đó là mình chủ động, mình vẽ từng đoạn một. Một là chúng ta vẽ nguyên một khối, hai là chúng ta vẽ từng đoạn, thì tùy cái nhu cầu của chúng ta. Đó, ví dụ như mình vẽ đường. Ok, rồi mình chọn cái kiểu khác, chọn màu khác, chọn kích thước khác. Đấy, được chưa? Như vậy thì cái phần mà kẻ khung này các bạn sẽ làm, nếu có vướng ở đâu thì chúng ta sẽ điều chỉnh cho từng bạn. Còn cái kiến thức cơ bản chung thì chúng ta làm như thế.